Rồi, các anh chị ghi giúp Toàn cái. Ghi giúp Toàn. Đó là trí tuệ. Đầu tạc năng lượng hóa trí tuệ. Và vật chất hóa trí tuệ. Nếu một định nghĩa thì nó sẽ được đưa cái này ra. Thì các anh chị sẽ được học, bữa nay các anh chị sẽ nắm được thông tin hóa trí tuệ. Rồi, các anh chị ghi giúp Toàn. Trí tuệ. Ý. Chị Tú Thúy Ngân Nguyễn là muốn hỏi gì hay sao? Giơ tay. Muốn hỏi gì hay sao chị? Dạ có thầy. Tự chị nhiên nói đi. Thấy phát hiện. Dạ thầy nghe được không ạ? Dạ nghe được chị. Dạ xin lỗi thầy, xin lỗi cả lớp. Mà sao con người em nó nghe tới đoạn này á, cái người em nó run rẩy hết trơn vậy thầy? Thầy run rẩy thì Mà muốn thôi khóc cứ nghe mà. Tiếp thôi chứ sao. Mà sao kỳ vậy, có sao không thầy? Sao muốn khóc mọi người nó run rẩy mà tim em đã đập thình thình có kỳ lắm thầy. Thì cái đó nó được gọi là nhận. Vậy hả Nhận. thầy? À, nó được nhận một cái trạng thái năng lượng gì đó. Thì chị cứ để nín tinh nó đi. Hôm bữa tới học bài trân trọng biết ơn em cũng bị vậy, hôm nay em cũng bị vậy, mà có người em nó cứ kỳ cục quá thầy ơi. Để nín tinh đó, không có gì kỳ cục, nó đang tốt. Dạ thầy. Nó rất tốt. Nó muốn Cảm khóc xúc. mà muốn nổi bùm 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 cái đầu mình vậy đó thầy. À, nó là cảm xúc tốt, đừng có để ý đến nó, cứ bình thường nghe tiếp, không có đi ngủ. Dạ xin lỗi đó. Xin lỗi thầy chứ Không lại có xin lỗi, làm gián chị đàn hỏi giáo em học là chứ đúng ạ. bài đó. Chị hỏi em là đúng. Cái cảm xúc mà con người mà khi học một cái gì mà nó bắt đầu có sự chuyển hóa sâu quá, nó sẽ trải qua cái đó. Nó run rẩy á Nó thầy ơi. hồi hộp, nó hồi hộp. Nó được gọi Dạ. là hồi hộp run rẩy. Ừ. Dạ em đang bị vậy Nhiều đó bị thầy, lắm, nhiều người bị lắm, đâu có phải mình chị đâu mà thấy chị là có gì lạ đâu, xin lỗi. mà thấy sợ. Thì em nói đi ngủ. Thấy mừng. Mừng, rất mừng, cái đó nó vui hồi hộp, nó cảm thấy nó thoải mái hồi hộp vui quá. Thì nó tự nhiên nó chuyển đổi, chất lượng, nó chuẩn bị chuyển đổi. Vài bữa chị không còn con người cũ. Khóa trước Dạ học mà có bị này chưa? giờ trái tim muốn đập muốn nghẹt nghẹt thở luôn vậy thầy. Hôm bữa cái lớp trân trọng biết ơn á thì em Nhưng cũng mà bị xong vậy, rồi mà nó hôm chuyển nay em hóa mạnh cuộc sống hơn. khủng khiếp không? Dạ À, giai đoạn này nó bước thứ hai, nó chuyển tiếp nữa đó. Bây giờ chị đã nghe được cái tần số rung động năng lượng á, nên chị hiểu cái đó, nên chị nhận vô á. Nên bây giờ dạ đứng thấy chị không nổi đi ngủ, hơi đau nghe nữa, nhưng mà qua đợt này nó chuyển hóa tiếp. dạ em thấy tự nhiên người em bị rung quá, em kỳ quá à. Thì bây giờ chị bình tĩnh, muốn hết liền không? Dạ. Nó dễ lắm. Cuộc sống của chị từ khi nhận hôm trước chị chuyển hóa làm sao rồi? Chị kể cho em nghe. Đâu nói em nghe. Dạ cảm ơn thầy với. Giới thiệu tên mình Dạ đến từ đâu á? Cái chị nói cho em dạ em nghe. tên em Thúy Ngân, em sinh năm 75, được 20 tuổi, em đang sống ở bang Texas của nước Mỹ. Dạ. À, chuyển đổi nhiều lắm thầy. À, cái nhiều nhất có lẽ là lòng trân trọng biết ơn và không bị oán trách nữa. Tức là câu Chị chuyện qua mới em Mỹ nhận bao biết lâu là cách rồi? đây Chị qua Mỹ bao lâu rồi? dạ 4 năm rồi thầy. 4 năm rồi Dạ hả? 4 năm. Có đi qua theo diện nào? Có con cái đi học rồi đi học hay là kinh doanh làm ăn kiểu sao? Dạ ông xã em là người Mỹ cho nên là À. em định cư cùng với gia đình. À, cái em cảm thấy nhiều nhất là con em, người em nó thay đổi và em nhẹ nhàng quá cho nhiều luôn. Em không còn oán trách nữa. Cách đây em có 2 ngày có cái lớp gọi là tha thứ để bình an mà em đăng ký từ lâu lắm rồi. Xong rồi vô lớp á, cái cô giáo bảo là hãy tìm ra những đối tượng mà bạn muốn tha thứ. Thì em ngồi hoài cái đầu em nó bị trống trơn rồi thầy, Không làm có tìm sao để được nữa, tại không còn tha dạ thứ đúng nữa, cái đẳng cấp cao hơn rồi. rồi. Nó kỳ lắm. Sao em ngồi hoài nó, ủa có ai để mình tha thứ? Trước đó thì có nhiều á thầy. Xong ngồi giờ em nó, ủa ai ta? Và câu chuyện em không lôi ra được cả câu chuyện như thế nào, và ai nó không còn còn rõ ràng nữa. À, đó là một cái em thấy rất là kỳ diệu. Cái thứ hai là em sẽ thấy ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương á, mà sau kỳ lắm.
Rồi em hiền hòa hơn rất là nhiều, em thấy gì cũng đẹp và cũng nhẹ nhàng hết á. Chị Và cái mấy thứ người ba nữa con? là, dạ em có ba đứa và em áp dụng được nhiều cái kiến thức này để vào cho cái giáo dục con đó. Cụ Là thể thầy nói có em dặn là nghe. hãy là thân minh sư của con, thầy có nói một cái câu như vậy á, thì em cũng phấn đấu để mình học tập, để mình có cái gì đó để nuôi dạy con tốt. Và cái em áp dụng được ngay lập tức á, là em dạy cho con em cái cách đặt những câu hỏi tích cực. À, ví dụ như vài hôm trước á, con em nó đi học về, cái đó nó có vẻ là buồn tại vì nó không được chấp nhận vô cái ban ban nhạc của trường mà ở cấp độ cao á, về con có vẻ hằng học, thì tại sao con lại không được sách cho cái lớp đó, con đã học lâu rồi này nọ, em có vẻ là khó chịu. Thì em mới nói là, em nói với con em là, con ơi, con thử đổi câu hỏi của con đi, thay vì con nói là tại sao con không được đó, thì con thử hỏi là làm thế nào để mình được sách cô giáo xếp vô cái lớp đó, con thử đổi đi, con sẽ thấy thái độ của con khác Còn liền à, lấy cái con sự thấy tích cực vui tiêu liền cực à. là chia sẻ đúng không? Dạ, thế là em yêu cầu con em, thế bây giờ con thấy đặt ra một vài câu hỏi đi, thì con em hướng nó đặt hướng theo câu hỏi đó thì tự nhiên nó vui liền à thầy. Và nó thấy là à, mình sẽ tìm được cái động lực, mình đổi câu hỏi cái mình định có cái động lực khác nhau liền à. À, cho nên thật ra cái lợi lạc từ bài học này nhiều quá luôn, mà em kể nhiều á thì Chị cứ kể đi coi em sao đâu, nó làm cho người ta có cái hiện thực để hỗ trợ cho người khác. dạ. Rồi hồi xưa thầy chồng thì phụ dọn dẹp làm gì việc nhà thì mình không có cảm thấy sâu sắc sự biết ơn, còn bây giờ thầy làm cái gì ảnh làm gì thấy cũng dễ thương, thấy cũng biết ơn hết trơn á. Biết ơn từ những điều rất là nhỏ nhặt, và từ đó cái thấy mình quá là giàu luôn thầy, những gì Hay. mình cũng có. Dạ em thấy em quá đủ đầy, em không thiếu gì hết á. Mà người nó kỳ kỳ lắm thầy, nhưng Rồi mà bây cái giờ cách nè, xong hết cái trạng thái lúc nãy chưa? dạ dạ được rồi thầy, Ờ cảm ơn thôi thầy. đó, có gì đâu đơn giản, có gì đâu mà không hết. Mà nó kỳ, tại nó kỳ thấy À, nhưng tự mà sợ. hết lúc nãy hết chưa? Dạ đỡ rồi thầy, Thì hết bớt rồi hết đó, có gì đâu không hết. Nhưng mà tại dạ. lúc nãy em muốn để cho chị để nguyên như vậy luôn, nó chuyển hóa sâu hơn. Nếu mà chị nói như vậy ra thì cũng được, nhưng nó sẽ mất đi cái chuyển hóa chỗ này. Lúc nãy để là chị để vậy đó, chị hơi hồi hộp chút xíu, kéo dài vài ngày hay là vài bữa gì đó, tự nhiên nó chuyển cái, nó chuyển về tần số khác. Nhưng chị muốn hết nên em để cho chị hết cái thì thôi cũng được, học vô. Ừ, Dạ không chắc sao, học vài ngày nữa. là Chị sợ nên là chị sợ nên thôi, em nói cho chị chuyển. Ừ. em Hết cảm ơn chưa? thầy, Thấy thoải em mái cảm ơn chưa? thầy. Dạ có thầy. Ờ, có chuyện gì đâu. Mấy trạng đó là trạng thái, nó đang chuyển đổi cái trạng thái năng lượng á. Thì Em thức kỳ quá. nó chuyển đang nâng tầng bậc năng lượng của chị mà, nó đang thay đổi á. Muốn ngộp thở luôn, mà cái tim muốn nổ À, thì tung không luôn mà chịu em. nổi thì thôi, nói vài câu cho nghỉ, còn ngay chịu nổi thì vượt qua bất kỳ một cái quá trình chuyển hóa nào, nó cũng có sức ép chút vậy. Đây là cái điều rất là mừng em, rất là biết ơn thầy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Em xin chào mọi người ạ. À. Em chào thầy ạ. Có nhiều người á được chuẩn bị, có nhiều người tầm quan sát á các anh chị. Trời ơi, chỉ còn làm vài điều nữa thôi là phước báo nó chuyển liền ngay tức khắc và đời chuyển này. Cái tự nhiên quay qua quán trách nghỉ, trời ơi, tôi muốn quỳ lại luôn mà lúc đó chạm đâu có được, mình đâu có ngồi nói với người ta được cái đó. Nên là nhiều người cống hiến gánh vác làm số việc, trời ơi, còn một điểm chạm nữa là con người nó chuyển liền à. Chưa kịp chúc mừng á, nó đi ra quán trách. Đúng là cuộc đời này thiệt nó uổng. Ổn, ông Khoa chia sẻ gì hôm qua? Dạ, cũng muốn làm cho chị Thúy Ngân rõ thêm đó là cái cảm giác của thân vật lý khi mà chuyển tầng nhận thức nội tâm. Em cũng gặp tình trạng giống như là nhức đầu với lại đau cái chấn thủy đó. Em cũng đau cả ngày vậy đó. Dạ, em có cảm giác đó lúc mà học mà K05 của nhận thức nội tâm lúc đầu đó thầy, cũng vẫn y hệt vậy thầy, có cái tình trạng Những người như vậy là anh đau biết cái tại đầu. sao không? Dạ. Chấp kiến á, có chấp vào những gì mình trước đây làm đưa đúng thì tự nhiên có một cái hiểu biết phá chấp á, cái nó đổi cái Dạ. một anh bị ức, nó khác với cảm xúc của chị. Dạ. À, nó Dạ. khác nhưng mà Dạ cũng dạ. dạng chuyển Mà hóa đó đó. cái bắt đầu học thật
vật lý vậy không thầy? Em mới mất mạng Alo á thầy. anh Khoa, anh nói lại giúp em cái anh Khoa. Dạ thì cũng nói tiếp theo lời của chị Thúy Ngân á, là cái trạng thái mà nó bị như thế, nó bị ví dụ như bị đau đầu, nó đau cái ảnh đang có vấn đề hay toàn bị vậy các anh chị? Alo. Ảnh đang nói chuyện Dạ, không nghe của thầy được bị hay là thầy toàn ơi. bị vậy? Alo thầy. Dạ Alo em thầy, nghe em đó nghe không anh. thầy? Dạ em Dạ hỏi. dạ. Em nói em thấy bình thường, cái hình chuyển động bình thường, nhưng mà lâu lâu cái bên em thấy bên thầy mất. À chị đó hả? Em lại thấy bên anh mất. Dạ. Mọi người có nghe được không ạ? Được rồi đó anh ạ. À. Thì em tiếp lời chị Thúy Ngân hồi nãy đó, thì em sâu chuỗi lại em mới thấy cái đó nó rõ đó thầy Toàn. À Tức nó là nhiều trong cái lắm, lúc em mà làm 7 năm nay em biết mà. Nhưng mà cái đó dạ em không muốn làm lớn lên. Anh biết tại sao không? Cái mình đồn nhau mình học đó, là mình chuyển hóa cái mình dị đó, cái từ 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 thành lớp học kỳ quỵ dị. Nên là em muốn mọi người không làm lớn lên. Nên nên kêu bà lúc nãy nghỉ đi, cho ông khỏe đấy chị, không làm lớn để đừng có ngày tập trung gì cái đó, nó lướt qua trong một tích tắc. À tại sao mình phải làm lớn đó? dạ vậy là em hiểu thêm sâu thêm cái này, em hiểu thêm Bây giờ nè làm lớn đi, em cái nói đơn giản thôi gì nè. Em có ông bà chị, bà bị bón lâu năm lắm, bà chị ruột của em. Em phân tích cho bà là bón là do thiếu nước nè, bón do thiếu xơ nè, bón do nhu động ruột có vấn đề nè, và bón do thần kinh thực vật nó ảnh hưởng. Thì cái em dạ. đưa cho, kêu bà đi mua chất xơ về nhai. Em đưa chất xơ cho bà nhai. Thì em nói nè, nhai xơ vô uống nước vô cái chỉ kích chế kích thích được cái đó, cái là đi cầu liền luôn đó nghe. Bà uống vô Dạ. cái bột bà đi cầu, sau đó lay quay bà vừa vô xay vừa chưa uống nước xong nữa là bà bắt cầu bà đi ẻ. Cứ như vậy suốt như vậy mà bà mừng dữ trời lắm. Cái bà rảnh đó, cái bà lấy cái đó, bữa đó bạn bà cũng bị bón, bà nói ê mày nhai cái này vô uống nước vô cái là đi cầu coi chừng nghỉ ông quần ngang. Bà kia bon vậy luôn. Bởi vì nói mới có vài câu thôi người ta đã kích thích thần kinh đây. Thì cuối cùng á Dạ. là mình làm cho nó lớn lên, mấy cái chuyện tào lao nó lớn lên thiệt là lớn. Cuối cùng ngày trọng điểm không học, nhưng mà cuối cùng tối ngày tập trung vào rung động rồi bắt đầu rồi đau nhức gì đó, đau nhức thì kệ nó chuyển hóa là chuyển hóa không có Dạ. qua đó. Nên là mình đừng làm lớn mấy chuyện tào lao đó, anh hiểu không? Không phải là cái này em thấy nó trùng hợp cho nên em hỏi thầy Không, để anh hỏi là đúng nhưng mà em em đang chỉnh. nói cho anh biết đó, tại sao em không có tập trung xử lý á. Dạ em hiểu rồi. Chứ không phải là em nói anh là làm lớn mà anh nói để cho chị an tâm. Em biết anh Khoa đứng lên là Dạ nói cho chị cảm ơn an tâm. thầy. À nhưng mà cũng đừng nói Dạ. gì trơn á. Kệ, ai cảm thụ sao kệ, cho nó qua. Khỏi mất công làm lớn mấy này, cái vài bữa đồn nhau lúc nãy trên đây nè. Hàng loạt người nhắn tin nè, bắt đầu là bị nhức nhức đầu, bị nhức này nhức kia tựa lưa lên trên. Cái cuối cùng đòn là lớp học của quýt vô đây hang, là nhức tựa lưa hang, rung gãy hang, da gà đồ nổi cùng cục hang, rồi nãy kia. Cái cuối cùng ta nói mình đang làm gì kỳ quái trong đây, cái vài bữa mình nghỉ làm lớp học luôn à. Dạ, biết ơn thầy, Anh hiểu hiểu được rồi. ý này Dạ hiểu rồi. không? Nên kêu lúc nãy chị đi ngủ đi, không chịu đi ngủ, bà muốn ấy nên nên giúp bà thôi. À bắt đầu nè, toàn thân bị Dạ cảm gần ơn gần chị rồi thầy nè. chị Thúy Ngân. Đó. Tại tại ha. Rồi tập trung quay lại trí tuệ. Các anh chị ghi vài khái niệm rồi chúng ta nghỉ ngơi. Bữa nay toàn xin phép đọc vài cái khái niệm rồi mình nghỉ. Nói thật ra cô không xin phép sớm đâu, tại vì 10 giờ mấy rồi. Nhưng toàn đọc công khái niệm trí tuệ với năm tầng bậc. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học người có trí tuệ làm sao cho nó sâu.
Tại vì cái này phải nói sâu thì các anh chị mới nhận được hiện thực. Mà chúng ta nói mà ba mớ là uổng lắm. Cái trí tuệ này nó hay lắm nên chúng ta không có nói ba mớ được. Không có thời gian thì nghỉ ngày mai học. Chứ không lo đâu. Ha. Rồi, các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị ghi. Trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Trí tuệ đơn giản được hiểu là một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Trạng thái nhận thức nội tâm. Ý nghĩa là gì? Bất kỳ cái khái niệm nào trí tuệ, nói về trí tuệ ở bên ngoài á, các anh chị vẫn lắng nghe, nhưng mà đừng có thần thánh hóa cái khái niệm đó. Bởi vì nếu không thôi các anh chị sẽ mắc vào một cái bẫy rất lớn, đó là mình có trí tuệ thì mình tự cao, mình không có trí tuệ thì mình tự ti. Nên trí tuệ nó đơn giản chỉ là trạng thái nhận thức nội tâm. Là một trạng thái nhận thức nội tâm. Vậy thì có các trạng thái nhận thức nội tâm nào bên trong nội tâm? Có bao nhiêu trạng thái nhận thức? Thì có bao nhiêu tầng bậc trí tuệ? Được không? Các anh chị hiểu ý này không ạ? Vậy thì nội tâm của con người có những trạng thái nhận thức nào? Chúng ta chỉ cần gọi tên nó ra là các anh chị thấu hiểu được nó. Nên là các thiện đại tri thức đã giúp đỡ cho chúng ta cái khái niệm này. Khái niệm này có thể đây là cái không biết không biết. Nhưng mà khi nói xong thì nó thành cái biết của chúng ta. Thì từ đó trở đi các anh chị sẽ thấy việc khai mở trí tuệ nó không là vấn đề nữa. Nên là gì? Trí tuệ được định nghĩa là một khái niệm. Một khái niệm chỉ về trạng thái nhận thức nội tâm. Các anh chị nhớ giúp Toàn, đó là trạng thái nhận thức nội tâm. Nên á, người ta nói tâm thức của con người chuyển hóa tâm thức. Đó ký nghĩa là chúng ta là chuyển hóa cái trạng thái nhận thức nội tâm của chúng ta để khai mở trí tuệ. Nên ai cũng nói là chuyển hóa tâm thức, khai mở trí tuệ đồ đó. Các anh chị có nghe không? Nó chẳng qua là gì? Đó là chúng ta chuyển hóa cái trạng thái, chuyển các trạng thái nhận thức nội tâm thôi. Thì từ đó nó khai mở trí tuệ. Thì lại ra sao thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu nè. Các anh chị ghi giúp Toàn, có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm. Có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm. Có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm. Tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm. Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người nè, về sự vật nè, về sự việc nè, về hiện tượng nè, về hoàn cảnh. Là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Đúng hay sai, tốt hay xấu, thật hay giả, nên hay không nên. Tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm về con người nè, sự vật nè, sự việc nè, hiện tượng nè, hoàn cảnh nè. Đúng hay sai, tốt hay xấu, thật hay giả, nên hay không nên. Toàn lấy ví dụ cho các anh chị rõ nè. Mình tiếp xúc với một con người đi. Các anh chị đã từng tiếp xúc với con người. Các anh chị đã từng có một cái trạng thái nhận thức nội tâm là người đó xấu không? Có không ạ? À? Có từng có thấy một người nào đó, người này là người đó xấu à? Xấu ở đây, xấu sao không phải xấu đẹp, mà các anh chị thấy là người đó xấu không tốt á.
Rồi các anh chị thấy là người đó hiền lắm, người đó tốt lắm, có không? Có. Ê, người đó làm cái đó sai à? Cái đó sai nha. Cái sai nè, cái này làm rất là đúng nè, được không? Cái này mới là thật nè nghe, còn cái này là giả nè. Cái này nên nè, cái này không nên. Trong cuộc đời chúng ta có những cái trạng thái nhận thức nội tâm đó không? Trong cuộc đời có trạng thái nhận thức nội tâm đó không? Có. Vậy thì người ta gọi một người mà phân biệt được đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên không nên, thật sự như vậy đó, thì người ta nói là người đó đạt đến trạng thái nhận thức bằng nội tâm bậc 1 á, thì người đó được gọi là tầng bậc trí tuệ bậc 1. Có trí tuệ, có trí tuệ mới phân biệt được đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên không nên. Nhưng mà cái đó trong giới nhận thức á, trong cái nhận thức của các thiện đại tri thức thì người ta đánh giá cái tầng bậc đó là bậc 1 thôi. Còn người nào không phân biệt được thật giả, đúng sai, tốt xấu luôn thì người ta không đánh giá người đó có trí tuệ. Các anh chị hiểu ý này không? Các anh chị hiểu này không ta? Các anh chị hiểu. Có nghĩa là mình không phân biệt được thật giả, đúng sai, tốt xấu gì chân á, thì làm sao mà cái người đó là có trí tuệ được? Được chưa? Nên là tối thiểu nhất của một người có trí tuệ bậc 1 là ông đó phân biệt được thật giả, đúng sai, tốt xấu, nên không nên. Được không? Nên khi ai học 10 ngày này, nếu ai khéo để ý thì các anh chị thấu suốt cái này rất cao. Các anh chị có để ý là sau khi học xong lớp học này, ai đã học xong rồi thì Tổng mới nói, các anh chị thấu suốt cái này rất cao không? Các anh chị thấy cái này rất rõ không? Có để ý cái này không? Có ai mà học xong rồi để ý không? Thấu suốt rất cao nghe. Nên tệ nhất các anh chị bước vào đây thì các anh chị đã nhận thức được cái tầng bậc 1 của trí tuệ á. Nên wisdom á là wisdom. Wisdom tree thì có nghĩa là tầng bậc 3, có nghĩa là học đạt của wisdom phải nâng được tầng nhận thức bậc 3. Nhưng mà học chưa đạt của wisdom thôi cũng có thể là đạt được tầng bậc 1. Tệ nữa là tầng bậc 2. Và cái ghê hơn nữa là tầng bậc 2. Và các anh chị đạt được tầng bậc 3 là coi như là ý nguyện của quyết hoàn thành. Đối với các môn học này, các anh chị học bất kỳ môn nào cũng vậy, từ sức khỏe đến tài chánh đến thay gân đổi cốt, mà nếu các anh chị đạt được cái tầng nhận thức đó là coi như đạt. Thì cái ý nghĩa là gì? Thì các anh chị để ý, nếu ai chịu để ý thì sẽ thấy học xong 10 ngày cái tự nhiên cảm nhận, ê, cái này đúng, cái này sai rất rõ nha. Mà không phải là mình phán xét nha. Cái này không phải phán xét nha. Trí tuệ không phải mình phán xét là nha. Các anh chị không phải phán xét là người đó sai, cái chị bực bội nha. Mà các anh chị có trạng thái nhận thức rất rõ cái điều đó, cũng không phán xét nhưng mà nhận thức được nó. Nó là gọi là trạng thái nhận thức nội tâm. Hiểu ý này không? Hiểu này không ta? Còn nếu ai đó mà phán xét, nói này nói kia, trách móc điều này, đau khổ kia, thì không có trí tuệ, không có phải là trí tuệ bậc 1. Nắm được ý này không? Có một số anh chị hỏi Toàn cái đó, nên Toàn bữa nay Toàn nói cho các anh chị sâu luôn. Có một số anh chị hỏi là vậy thì mình biết cái đó đúng sai đồ này kia hết luôn á, nhưng mà mình bực bội nội tâm. Nội tâm của mình có một cái nhận thức là gì? Người đó sai, cái mình bực bội, mình nói này nói nọ nói kia, thì thực chất mình không có trí tuệ rồi. Tại vì lúc nào tâm mình cũng bực bội, sao có trí tuệ? À, nhưng mà tầng bậc 1 với cái trí tuệ là trạng thái nhận thức nội tâm. Đó là đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên không nên. Nhưng mà không phải là cái tâm phán xét cho nó khủng khiếp đi và bất ổn đi. Thì nếu mà thuần luôn được cái tầng bậc này thì coi như cuộc sống của người đó cũng tương đối tốt rồi. Được chưa? Nắm ý này ha. Nắm được ý này cái là mừng lắm á. Ừ. Có một số anh chị hỏi Toàn nên thôi Toàn chia sẻ sâu cho các anh chị nắm bắt. Có câu hỏi mới chia sẻ được. Rồi. Các anh chị ghi tầng bậc 2. Nên có một số anh chị nói trời, vô đây học quýt á, ai cũng thấy người tốt hơn, vậy thì người xấu trong xã hội này kiểu sao? Lý tưởng quá không? Không có, tôi biết ông xấu hết trơn à. Nhưng mà bởi vì tôi không làm lớn cái mặt xấu của ông,
chứ không phải là tôi không biết ông xấu. Tôi biết ông tệ chứ, tôi biết ông dở chứ, ông không làm được nhiều điều á, nhưng mà tôi chỉ nhìn đúng cái mặt ông làm được rồi tôi khích lệ ông cái đó, chứ đâu phải tôi ngu đến mức tôi không biết ông dở. Các anh chị hiểu ý này không ạ? À? Các anh chị nắm ý này không? Cái trí tệ nó khác với cái người mà tối ngày cạnh tranh, tối ngày người này hay người kia dỗi tôi lừa hết trơn, thì cái nhận thức nội tâm của người nào đạt được cái tầng đó là cũng tương đối. Nên là người nào mà đỉnh của quá trình học tập luôn của thế giới này về kiến thức thì đạt được tầng bậc trí tuệ bậc một. Cái người đó đạt được trí tuệ bậc một, học giỏi học khủng khiếp đó là trí tuệ bậc một. Rồi tầng bậc hai là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Ý nghĩa là sao? Ông lúc thời điểm đó đó, ông thấy tốt xấu thật giả xong hết rồi nghe. Nếu ông ngừng ở đó thì ông biết người này tốt, người này xấu, người này kia, người nọ rồi từ lưa hết nghe. Nhưng mà ông chuyển cái nhận thức đó về mình và nó cội nguồn cái việc đó bắt nguồn từ chính mình, do bên trong mình nè, do hình ảnh trong tâm trí của mình mà tạo ra cái đó. Nên là vì những gì xung quanh của mình là do mình tạo ra chứ không phải do bên ngoài tác động vô, thì ông hiểu được đạo lý đó đó thì ông nâng lên được nhận thức bậc hai, đó là trí tuệ tầng bậc hai. Ông không có sinh ra tâm quán trách được, không có sinh ra tâm quán trách. Còn người nào mà sau khi nhận nó vô rồi cái sinh ra tâm quán trách bản thân mình vô dụng, bản thân mình như thế kia, thì quay xuống luôn tầng âm luôn chứ không có tầng một nữa, là cái đó không phải là nhận thức bậc một bậc hai mà là bậc âm. Nên là người nào với cái nhận thức nội tâm đó là cội nguồn từ chính mình nhưng mà không phải của lỗi của mình thì cái người đó mới tầng bậc hai. Hiểu được tới đây ha, đó là nhận thức bậc hai. Được ha. Rồi bậc ba là trạng thái nhận thức nội tâm, tánh không, trạng thái tánh không của nội tâm. Là trạng thái tánh không của nội tâm. Cái này thì ngày mai mới học được, ngày mai học. Các anh chị ghi để khái niệm thôi. Ngày mai học. Trạng thái tánh không của nội tâm. Tính không với tánh không thì các anh chị có thể ngày mai nói lại một lần nữa cho các anh chị nhớ về tính không với tánh không. Tính không có nghĩa là mọi vật đều do cái nhận thức bên trong mình là tạo nên, nó là gì, cây viết là cây viết, nhưng mà không có đối tượng nhận thức về nó thì nó không là gì, nên là vạn vật có tính không của vạn vật và nó có tiềm năng trở thành bất kỳ cái gì do mình quyết định. Còn tánh không của nội tâm đó là người đó phải nhận được cái tánh chân thật nơi chính mình, và lúc thời điểm đó có một cái trạng thái á, là chỉ biết là mình đang nghe điều đó, biết mình đang thấy điều đó thôi, chứ nó không có trạng thái đưa cái tưởng và cái tham của con người vào, thì lúc đó là trạng thái tánh không của nội tâm. Thì trạng thái đó thì các anh chị nhiều khi cũng có đó, nhưng mà các anh chị không có cảm nhận. Mới nhìn đầu tiên vào cây viết này là trạng thái tánh không của nội tâm xuất hiện, vừa nhìn đó thôi. Các anh chị nhìn vô cái toàn đang cầm nè, cái này là cái gì ạ? Thì ngay giây phút đó ngừng lại, đừng thêm bất kỳ cái gì, đó là trạng thái tánh không của nội tâm. Còn ra cây viết rồi thì xong rồi, cây viết rồi là trạng thái nhận thức ra cái này là cái gì rồi là xong rồi. Vừa nhìn đầu tiên cái này là gì, không suy nghĩ gì đó, ngừng lại ở đó là điểm đầu tiên, cái đó là trạng thái tánh không của nội tâm. Sau đó mình mới thấy màu màu gì, cây viết gì, kiểu sao thì lúc đó mới thật giả tốt xấu đúng sai nó xuất hiện.
thì ngày mai sẽ học công thức đó. Các anh chị phải đưa đạt được trạng thái tánh không của nội tâm mới được, và hiểu nó mới được. Phải nhận cái này là nhận ha, không phải học được. Rồi, tầng bậc tư là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Cái này hiểu không nổi đâu, nhận với không nhận thôi. Ngày mai đi, cái ai không hiểu đừng vội quá. Càng suy nghĩ thì càng mất đi tánh không của nội tâm. Không có, nếu mà ở đây có chữ ánh thuyết phạm nói gì tánh tiềm năng của mọi sự vật á, là sai. Mình nói sai luôn, lần đầu tiên Toàn dùng cái từ một người nào đó nói mà Toàn nói sai. Tại vì tánh tiềm năng của vạn vật là hiểu về tính không của vạn vật. Nhưng mà tánh không của nội tâm thì không có luận được cái này từ này. Tiềm năng của sự vật không luận được từ này. Nếu mà nói tánh tiềm năng của sự vật, sự việc, đó là trạng thái của tánh không, là thấu hiểu tánh không của vạn vật. Tính không của vạn vật chứ không phải là tánh không của nội tâm. Nên là không dùng được cái này. Ừ. Mày nói sẽ phân biệt được luôn à. Ừ. Rồi. Là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Là trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Rồi. Tầng bậc 5 là trạng thái trùm khắp của nội tâm. Là trạng thái trùm khắp của nội tâm. Ok. Đó là tầng bậc 5. Ở đây có một câu nói là tánh người dừng lại tức là về không nên gọi là tánh không. Không phải tánh người dừng, mà cái tánh đó xuất phát từ sự chân thật bên trong, rồi sau đó tánh người mới dừng, chứ không phải tánh người dừng lại và hiển lộ cái đó, bởi vì tánh người không bao giờ dừng. Ngày mai sẽ được biết cái đó. Hoặc là ngày mốt, tại vì ngày mai thì vô tâm thái, thì các anh chị sẽ được nhận cái trân trọng biết ơn bao dung trước, kịp thì nó mới an vui. Còn có ngày mốt. Rồi ở đây có câu hỏi là gì? Thầy ơi, các tầng bậc trí tuệ có tương ứng mức độ tăng dần của trạng thái rung động điện từ nội tâm không? Không. Tại vì khi vô tầng bậc 3 thì nó trạng thái rung động điện từ của nội tâm là cân bằng. Thì nó không theo cái trạng thái đó, mà nó càng từ lên trên càng hạ xuống mới đúng. Ngay tới ngày đó nói luôn. Tới ngày đó nói trước các anh chị khó nghe. Đợt này lớp học này học giỏi lắm á, Toàn sẽ nói rõ cho các anh chị nghe. Rồi, học nhiêu đó thôi, ngày mai học tiếp, nghỉ. Bữa nay vui vẻ gì được rồi. Bữa nay thưởng thức âm nhạc. Hen, thưởng thức âm nhạc. Sao lớp học này khóa này thưởng thức được âm nhạc nhiều quá ta? Cuối năm các anh chị được tưởng hưởng quà dữ à. Các anh chị hay quá. Lớp này là có nhân viên lớn quá. Lớp này lại thưởng thức được các hiện thực của nhiều con người chuyển hóa trong một sắc na về cuộc đời. Cái lớp này có đủ nhiều cái hay lắm á. Rồi lớp này lại các con tổng hợp lại nữa. Nên có người á, người ta đánh giá lớp học số 10 này nè, là tổng hợp hết trơn luôn tất cả 10 học là 10 lớp học trước đây á. Là có mấy bạn nhỏ vô học tập rất là nghiêm túc nè. Lại có người học chuyển hóa rất nhanh nè. Các anh chị học có cái chiều sâu của ấy nè. Rồi âm nhạc được phù hợp, âm nhạc được sáng tác rồi nè. Lớp 10 này nhiều lắm á. Hình như cuối năm nên là nó có nhân viên sao tay ha. Đồng mở micro cho các anh chị giao lưu nhẹ ăn cái rồi mình bye bye nhau trong phần đời còn lại. Thầy dễ thương quá à. Cảm ơn thầy. Chào thầy.
Bye bye các anh chị. Thầy và tất cả. Em chào thầy ạ. Chúc thầy mừng ăn ạ. Dạ, lớp này có nhân viên á. Nhân viên chúng ta nói được sâu hơn, có nhiều câu hỏi, có nhiều hiện thực á, nên là sâu hơn. Dạ. Em chào thầy, em chúc thầy và cả lớp ngủ ngon ạ. Em chào thầy. Dạ, hello con, bye bye con. Con chúc thầy ngủ ngon. Con ngủ ngon. Con chúc thầy ngủ ngon.